hành trình 1000 nhà thuốc, hành trình của những sẻ chia và lòng trâu vẫn bướng từng ngày. Cho đi để nhận lấy, chỉ mong cuộc sống ấm êm, cùng sát cánh để không còn ốm đau hay bệnh tật. Vì một ngày mai sẽ tươi sáng hơn, chẳng còn âu lo những giá trị mà ta đã mang trải dài khắp quê nhà. Đồng hành cùng nhau dù bao khó khăn, khi bên bạn vẫn luôn có tôi. Đừng lo lắng, lòng trâu sẽ ở mọi nơi. Dù là núi cao hay biển rộng, hay vững tin lòng trâu trong lòng, sẽ luôn tận tâm giữ cho bạn ở nơi đâu. Vì những cống hiến luôn hết mình, 1000 nhà thuốc phủ khắp tỉnh thành. Cảm ơn sự kiên cường của anh.